Cái thứ nhất, tôi đánh nó xuống nó chỉ chui vào cái lỗ kia. Và chẳng thằng nào ngu đã nhảy xuống đấy đánh cả. Lách đẹp như thế nào nó bảo chơi bọn. Thì trận này mình cũng không có thắng, nên là anh em cố xem hết giúp mình. Nói chung là đôi khi bị chửa này cũng vui đấy, bởi vì mình biết bên kia nó cay ấy. Cũng gọi là thú vui cho mình.